Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp tục có công điện yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về việc giám sát thực hiện cam kết, nghiêm túc xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, kiểm tra xử lý nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp ngừng không bán xăng dầu. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, phối hợp chặt chẽ với các sở công thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả mọi loại hình. Thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo tổ chức công tác giám sát kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu đối với các thương nhân đầu mối thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu.